Thực sự sau khi đọc được cái thông tin này thì mình cực kỳ là sốc các bạn ạ. Tại vì sốc vì cái mức giá của nó, không ngờ iPhone 13 rẻ đến như vậy. Và cái mức giá rẻ nhất cho iPhone 13 mini chỉ loanh quanh tầm là 17 triệu mà thôi. Còn iPhone 13 Pro Max mức giá nó chỉ loanh quanh tầm là 27 triệu mà thôi. Ôi, con tim tôi đau thực sự. Mua ở đâu mà được giá rẻ như vậy? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video và tìm hiểu về chương trình khuyến mãi mua hàng này nhé. Trước khi đi sâu vào video thì nếu bạn nào quan tâm về tất cả những dòng iPhone đang được mở bán trong đợt lần này thì có thể tham khảo ngay tại Lazada thông qua đường link ở phần mô tả video. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đến với nội dung chính nhé. Ok, mình sẽ nói qua một chút về cái chương trình này và tại sao chúng ta có thể mua được iPhone với mức giá rẻ bất ngờ đến như vậy. Thì mình sẽ nói qua về Lazada trước nhé. Thì như các bạn đã biết, ở Việt Nam có rất là nhiều cửa hàng là đại lý chính thức của Apple. Ngoài những cửa hàng offline như kiểu là Cellphone, Thế Giới Di Động, FPT v.v. ra thì chúng ta sẽ có những cửa hàng online như là Lazada chẳng hạn. Và đương nhiên là những sản phẩm của Lazada đều là hàng VNA và đều đảm bảo về phần chất lượng bảo hành cho anh em. Thế nên là các bạn cũng không cần phải lăn tăn khi mà mua hàng trên Lazada hay là những cái cửa hàng gọi là sao nhỉ, đại lý chính thức của nhà Apple. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào việc luôn. Mức giá của iPhone 13 năm nay là bao nhiêu? Mức giá gốc của iPhone 13 mini sẽ rơi khoảng tầm là 22 triệu. Mức giá gốc của iPhone 13 sẽ rơi vào là 25 triệu. Mức giá gốc của 13 Pro sẽ là 31 triệu và mức giá gốc của iPhone 13 Pro Max sẽ là 34 triệu. Nhưng trong đợt mở bán đầu này, nếu các bạn mua hàng và đặt hàng trên Lazada, các bạn sẽ có một cái mức giá cực kỳ là thơm. Cụ thể nhá, với cái sản phẩm iPhone 13 mini, các bạn có thể mua nó với mức giá 19.390.000. Và với sản phẩm iPhone 13, chúng ta sẽ có mức giá 21.990.000. Và với iPhone 13 Pro, các bạn sẽ có mức giá 27.290.000. Và với iPhone 13 Pro Max, mức giá sẽ là 29.890.000. Ui, đọc đến đây là con tim tôi nó đau nhói đúng không? Nhưng không dừng lại ở đó. Nếu các bạn đặt hàng trên Lazada, các bạn có thể săn thêm voucher và các bạn có thể giảm thẳng trực tiếp thêm 2 triệu nữa. Tức nghĩa là 13 mini bây giờ chỉ còn tầm là 17.390.000. iPhone 13 thì nó rơi khoảng tầm là 19.990.000. iPhone 13 Pro thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 25.290.000. Và iPhone 13 Pro Max nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 27.890.000. Trời ơi, nó rẻ thực sự các bạn ạ. Và mình tin chắc luôn, đây là mức giá rẻ nhất của iPhone 13 series trên thị trường. Và nếu bạn nào quan tâm thì có thể là click vào link đặt hàng ngay nhé. Tại vì với mức giá như vậy thì mình tin chắc rằng nó sẽ hết hàng ngay trong tầm vài phút khi mà mở bán thôi. Nên là nếu bạn nào mà có nhu cầu thì click vào link thêm vào dòng hàng ngay. Và chia sẻ thêm cho anh em một cái thông tin nữa này, là với 100 khách hàng đầu tiên mua hàng iPhone 13 năm nay trên Lazada thì các bạn sẽ được tặng thêm một chiếc tai nghe AirPods 2. Và 100 đến là 300 khách hàng tiếp theo thì các bạn sẽ được tặng kèm củ sạc Apple 20W. Như vậy, nếu như bạn là một trong những 100 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm iPhone 13 lần này trên Lazada thì áp dụng cái voucher 2 triệu. Còn nó chưa trừ đi 2 triệu rồi. Giờ bây giờ bạn được tặng kèm theo một chiếc tai nghe AirPods 2. Nếu bạn không dùng đi thì bạn bán con AirPods 2 nguyên siêu hàng VNA đấy, bèo lắm ấy, thì cũng phải được 2 triệu, 2 triệu rưỡi nữa. Như vậy mức giá cuối cùng cho chiếc iPhone của chúng ta mua nó quá rẻ luôn các bạn ạ. Và thực sự là nếu các bạn đang có nhu cầu mua iPhone 13 series lần này, không mua trên Lazada thì hơi phí. Và cá nhân mình thì mình cũng sẽ lên đây và cố gắng săn sale quất một em iPhone 13 Pro. Vì như mình đã nói trong những video trước rồi, iPhone 13 Pro chính là chiếc điện thoại iPhone mà theo cá nhân mình thấy đáng mua nhất. Màn hình, camera, trải nghiệm các kiểu đã được nâng cấp hơn khá nhiều. Còn với những con kia thì con thì to quá, con thì không có 120Hz, cũng khá là buồn. Ok, anh em nghĩ sao về mức giá sốc tận óc như vậy? Thế đừng quên comment và để lại ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Và nếu các bạn đang có nhu cầu thực sự thì hãy nhanh tay click vào đường link phần mô tả video, thêm nó vào giỏ hàng
hoặc là đặt hàng ngay lập tức, vì số lượng iPhone 13 hàng V&A đợt này về cực kỳ là ít, và bên cạnh đấy thì khuyến mãi số lượng có hạn các bạn ạ. Các bạn đặt hàng vào trước ngày 22 tháng 10 thì ngày giao hàng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ là ngày 22 và ngày 23, tức nghĩa là các bạn đặt hàng tối hôm nay, sáng ngày mai hoặc ngày mốt các bạn nhận rồi. Còn nếu các bạn ở những tỉnh khác thì đừng lo, sẽ được giao hàng vào ngày 22 cho đến là ngày 27 tháng 10 nhá. Nói chung là với mức giá như vậy thì mình đang bình tĩnh và bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản để có thể là đăng ký và đặt hàng sớm sản phẩm iPhone 13 Pro thôi, với mức giá quá ngon. Ok, video của mình thì xin dừng lại tại đây. Chia sẻ cho anh em một cái deal cực kỳ ngon, thế là như là các bạn nghĩ sao về mức giá này? Đừng quên comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.